Dạ vâng, 299.000 đồng trên một bộ, dùng em 299.000 đồng trên một set cho em nha mọi người nhá. Cái bộ ngày hôm nay của chúng ta ở đây thì đang có 5 dao và 3 quà tặng của em. Đó, nhận hàng mọi người cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em luôn nhá. Em miễn phí vận chuyển cho tất cả các anh chị em nhà mình đặt đơn sớm trong buổi live ngày hôm nay nhá. Dòng thép của nhà em tất cả đều sử dụng cho mọi người từ thép nhiệt không rỉ, dòng thép cao cấp cả, nên là mọi người sử dụng cứ lại yên tâm cho em. Đây em giới thiệu với mọi người này, mọi người nhìn cho em này. Đầu tiên chúng ta có một con dao phan dao quá là chất lượng rồi mọi người ơi, chất hơn cả nước cất cho em nhé. Rất là nặng tay, rất là chắc tay cho em nhé. Chiều dài của em này, chiều dài tổng sẽ là 46cm nhé. Độ dày của em này là 3,5 ly nha mọi người ơi, cái này quá chắc chắn cho em rồi. Mà dao của nhà em thì mọi người cứ yên tâm là em không sử dụng chất bảo quản đâu. Như dao nhà người ta thì người ta sẽ bôi dầu, bôi mỡ lên trên để chống rỉ đúng không? Nhưng mà dao nhà em không, nhưng cái chất của nó đã là chất chống rỉ rồi. Nên là mọi người sử dụng từ năm này qua năm khác vẫn ok cho em nhé. Đây mọi người nhìn này, cái bản dao của em nó sáng bóng luôn cho em ấy, sắc nét cho em. Đây là dao chặt nhá, nên nó rất là chắc tay, nó rất là nặng tay cho em luôn. Dao chặt chiều dài tổng của em này sẽ là 36cm. Riêng cái lưỡi là đã dài cho mọi người đến 22cm rồi, 22cm luôn cho em rồi. Đây mọi người này, nhìn cho em này. Đấy, có cả cái móc để mình treo luôn, có cái lỗ để mình treo lên nhà cho em, cho nó gọn nhẹ gọn cửa ha mọi người ha. Đây, chúng ta đến với con dao thái. Dao thái của chúng ta tổng chiều dài sẽ là 33cm, cái lưỡi thì sẽ là dài 20cm giùm em. Độ dày của em là độ dày tiêu chuẩn luôn là 2 ly giùm em nhá. Chiều rộng của em này nó sẽ là 7,2cm. Đó, cái này thì mọi người thái thịt thái gà cho em rất là tiện lợi nha mọi người, bởi vì em này rất là sắc. Đây, chúng ta sẽ đến với một con dao lọc. Cái này thì mọi người lọc vịt, lọc gà, lọc xương, lọc thịt cho em. Đây, sản phẩm của nhà em thì nó sẽ có cái logo. Đó, có cái logo nhận hàng kiểm tra cho em. Đúng sản phẩm thì mới nhận, không đúng cho quay đầu trả về cho em luôn nha mọi người nhá. Dao lọc tổng chiều dài sẽ là 32cm, lưỡi sẽ là 19, dày sẽ là 2 ly. Độ dày tiêu chuẩn rồi mọi người ạ, độ diều tiêu chuẩn cho em là 2 ly rồi nhá. Gỗ của nhà em thì đang sử dụng cho mọi người từ gỗ cẩm chỉ khâu đồng, dòng gỗ cao cấp nha mọi người nhá. Đây mọi người nhìn cái khâu của nhà em có mạ vàng luôn, uy tín cho mình luôn nha mọi người. Nhận hàng cứ kiểm tra cho em, không đúng như em nói em cho quay đầu về. Cứ yên tâm, không đúng như em nói em cho mọi người quay đầu về giùm em. Còn đây nó sẽ là một con dao bầu nhá, tổng chiều dài sẽ là 31cm giùm em, lưỡi dài 17 nha mọi người. Lưỡi dài 17 và dày sẽ là dày 2 ly cho em này. Còn đây này, chúng ta đến với quà tặng này. Em nói thật với mọi người, 299 bình thường ấy, mọi người chỉ mua được cùng lắm là được đến 2 con dao chứ không phải là một set 5 dao đâu. Mà em tặng cho mọi người thêm một dao cong. Đó, em tặng cho mọi người thêm một dao bầu mini. Em tặng thêm cho mọi người một cái gì ạ? Một cái mài dao mọi người sử dụng ở nhà, mọi người cứ mài dao đơn giản cho em như thế này. Cùn một cái mọi người lôi cho mọi người mài như thế này cho em, mình không cần phải mang ra ngoài, mình không cần phải tốn tiền, mà mình cũng đỡ được hơn 100 ngàn đồng mua cái mài dao cao cấp như thế này cho em nha mọi người nhá. Em xin nhắc lại, 299.000 đồng trên một set, bao gồm đủ tất cả các sản phẩm như em vừa nói trên, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em luôn. Và khi mà mọi người kiểm tra thì mọi người nhớ cho em này, chúng ta sẽ được bỏ ra vào trong cái hộp như thế này chuẩn chỉnh, bởi vì cái logo của em nó cũng sẽ là logo khác như thế này rồi đó. Nên là mọi người kiểm tra cho em nhé, nhận hàng kiểm tra thì nó sẽ có cái hộp như thế này luôn giùm em. 299.000 đồng bộ dao thép Nhật, cái này là thép không hoen gì, không cong vênh cho em. Nhận hàng kiểm tra cho em đúng sản phẩm nhà mình, đúng mức giá mà mình em nói ở trên livestream thì mình mới nhận giùm em được chứ nào. Kiểm tra giúp em và lên đơn, nhớ kèo số điện thoại thì chúng ta mới có đơn nha mọi người.